Sau thành tích ấn tượng của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 32 vào tháng 5 vừa qua, các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới tại ASEAN Paragames lần thứ 12 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 9 tháng 6 tại khu phức hợp thể thao Morodok Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 164 thành viên, gồm 127 vận động viên, 21 huấn luyện viên và 16 cán bộ đoàn, thi đấu 8 trong tổng số 14 môn của đại hội, gồm cờ vua, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bơi, cử tạ, judo và bokia. Trong đó, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 87 thành viên, gồm 11 huấn luyện viên, 68 vận động viên tham dự bằng kinh phí của Trung ương và 8 huấn luyện viên tham dự bằng kinh phí tự túc. Sau 9 ngày thi đấu ấn tượng, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 66 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 77 huy chương đồng, xếp hạng 3 toàn đoàn sau Indonesia và đoàn Thái Lan. So với ASEAN Paragames lần thứ 11 năm 2022 diễn ra tại Indonesia với 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 56 huy chương đồng, thành tích của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, trong đó có những đóng góp to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật thành phố, đã duy trì được sự phát triển và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tham dự đại hội. Với lực lượng đóng góp chiếm 53% lực lượng đoàn Việt Nam, các vận động viên thể thao người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đóng góp 57 trong tổng số 66 huy chương vàng, chiếm 86% thành tích huy chương vàng của đoàn Việt Nam tại đại hội, cùng với 27 huy chương bạc và 44 huy chương đồng. Trong đó có các môn xuất sắc vượt chỉ tiêu là bơi lội, điền kinh và cử tạ. Đây là nhóm môn được triệu tập tập huấn quốc gia dài hạn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Cụ thể, đội tuyển điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 19 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Môn bơi đóng góp 24 huy chương vàng trong tổng số 28 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam, 12 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, phá 16 kỷ lục. Và môn cử tạ đóng góp 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục. Những thành tích ấn tượng trên thể hiện rõ chủ trương đầu tư của các nhà quản lý khi triệu tập tập huấn ba môn thể thao này hướng đến Paralympics 2024 tại Paris. Nổi bật ở môn bơi của đoàn thể thao khuyết tật thành phố là hai kình ngư Bích Như khi đóng góp 5 huy chương vàng và vận động viên Danh Hòa với 7 huy chương vàng. Trịnh Thị Bích Như khép lại kỳ ASEAN Paragames 2023 của mình với tấm huy chương vàng thứ 5 ở chung kết 100m tự do nữ hạng S6 với thành tích 1 phút 23 giây 77. Trước đó, Bích Như đã giành chiến thắng các nội dung 200m hỗn hợp SM6, 100m bơi ếch nữ SB5, 50m bơi bướm S6 và 50m tự do S6, trong đó có 3 thành tích ghi kỷ lục mới ở đại hội. Nam kình ngư Danh Hòa lập cú đúp huy chương vàng ở nội dung 100m tự do nam S4 với thành tích 1 phút 36 giây 23 và huy chương vàng tiếp sức 4 lần 50m tự do nam cùng với 3 người đồng đội Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thành Trung và Đỗ Thanh Hải trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn bơi để khép lại đại hội với 7 huy chương vàng, trong đó có 4 huy chương vàng cá nhân và 3 huy chương vàng tiếp sức cho đoàn thể thao Việt Nam cùng 4 kỷ lục mới ở đại hội lần này. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng rất xuất sắc khi mang về tổng cộng 28 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đáng tiếc, ở bộ môn này không còn được tính kỷ lục theo quy định của ban tổ chức. Trong đó, các vận động viên của thành phố Nguyễn Thị Hải mang về 3 huy chương vàng, Võ Văn Tùng 3 huy chương vàng ở nội dung sở trường ném đẩy. Ở môn cử tạ, cả 4 vận động viên Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng và Nguyễn Bình An đều mang về 2 tấm huy chương vàng ở nội dung cử đẩy theo hạng cân của mình và nội dung tổng cử. Bên cạnh đó, các môn có huy chương hoàn thành chỉ tiêu là cờ vua, bóng bàn, bokia và judo. Mặc dù không được tập huấn trước khi tham dự đại hội, nhưng bằng nỗ lực, các vận động viên thành phố cũng giành được những chiếc huy chương quý giá. Như ở môn cờ vua, đóng góp 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Trong đó, kỳ thủ Đào Thị Lệ Xuân xuất sắc cùng đồng đội đạt 3 tấm huy chương vàng ở môn cờ vua. Các vận động viên bóng bàn của thành phố mang về 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, môn judo mang về 4 huy chương đồng và môn bokia mang về 1 huy chương bạc. Thành tích đứng thứ 3 toàn đoàn ở ASEAN Paragames 2023 là nỗ lực tuyệt vời của rất nhiều cá nhân, tập thể, là động lực để các vận động viên tiếp tục vươn xa.
Thành tích của các vận động viên Việt Nam nói chung, các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không chỉ dừng lại ở thứ hạng trên bục nhận thưởng hay trong khoảnh khắc chiến thắng, mà là kết quả từ hành trình dài vượt qua mọi rào cản trong luyện tập, thi đấu lẫn cuộc sống thường nhật, là nguồn cảm hứng cho xã hội về nghị lực, ý chí và quyết tâm chinh phục. Đây là những tấm gương sáng xứng đáng được tôn vinh và phải được xã hội quan tâm nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi có những vận động viên xuất sắc chứng minh hành trình đầy chông gai của họ một cách rực rỡ và đầy bản lĩnh ở một sân chơi thể thao trong khu vực.